đứa trẻ nào cũng không thích mẹ kế, nhất là khi tuổi đời mẹ kế còn nhỏ hơn tuổi của bạn. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Ashley không còn là đứa trẻ duy nhất ngày nào ba vẫn chở đến trường, bởi vì ba đã có bạn gái mới. Để anh giúp em yêu. Học giỏi và lấy điểm A nha. Những người yêu nhau thường rất bận rộn. Thế ai sẽ mở cửa cho Ashley? Này, ba quên mình còn có con sao? Mọi thứ đã khác xưa rồi. Tạm biệt ba. Ừ, gặp con sau, Ashley. Thật khó nói lời chia tay. Tạm gác chuyện gia đình đi. Bây giờ phải tập trung học. Các em, đây là bạn mới vào lớp. Bạn ấy là Courtney. Bộ tính đùa với mình nè. Ashley à, coi bộ từ giờ chúng ta gặp nhau hoài luôn đó. Ở nhà rồi ở trường nữa ha. Thích đúng không? Thích chỗ nào mà thích chứ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mình nóng lòng đợi Courtney đến đây quá. Tyler chuẩn bị đi thêm một bước quan trọng trong cuộc đời. Ông ấy rất hào hứng. Tốt hơn là nên tập trước vậy. Được rồi, dịch cái bàn sang đây. Sau đó mình sẽ quỳ một bên gối và tỏ tình. Ba đang làm gì vậy ta? Ồ không, ba định cầu hôn nhỏ đó à. Từ giờ nên giấu nhẫn cưới dưới gối cái đã. Ồ, chắc Courtney đến rồi ha. Bắt đầu thôi. Ashley sẽ không để ba mình phạm sai lầm. Courtney chắc chắn không phù hợp với ba đâu. Nhẫn à? Không có nhẫn gì hết á. Chỉ có chú nhện đáng yêu thôi. Đến lúc rời khỏi hiện trường. Có một cặp đôi hạnh phúc. Cẩn thận em yêu. Giờ thì có thể mở mắt ra rồi. Ô Tyler, anh thật lãng mạn quá. Cảm ơn em. Vì em tất cả em yêu à. Làm ngay thôi. Anh có điều muốn nói. Courtney, làm vợ anh nha. Cô ấy rất muốn nói đồng ý, nhưng Courtney rất sợ nhện. Lãng mạn cái gì nữa? Con quái vật ở đâu ra vậy nè? Em phải lấy gối giết nó. Hello, em sợ quá. Em đi đây. Ủa là sao? Sao có thể xảy ra được? Chúng ta sẽ hoãn câu hỏi quan trọng này sao vậy? Giờ là lúc gia đình xem phim. Bộ phim này hay đúng không em yêu? Có vẻ họ đã quên mời Ashley coi chung rồi. Chỗ ngồi yêu thích của cô bé cũng bị cướp mất. Ashley lại đây. Còn chỗ này cho con nè. Ồ không, con bé ngồi ở đây. Giống như trước đây. Còn Courtney tránh ra. Bây giờ có thể thưởng thức phim được rồi. Này Courtney, muốn ăn bắp rang không nào? Cô đã cướp ba của tôi, giờ lại còn muốn ăn bắp rang nữa hả? Đừng có hòng mà ăn nha. Tránh ra. Được rồi, đừng có buồn mà. Bắp rang đây. Cho cô bài học vì dám giành chỗ của người khác, nhưng không gì cản được tình yêu mà. À ha, cứ đợi đó. Ba, con muốn nằm ở đây có được không? Courtney à, khi nào cô mới chịu hiểu ra đây? Cô chính là kẻ thứ ba. Cô không có cửa ngồi đây đâu. Cút đi. Đó là những gì tôi đã trải qua đó. Hôm nay là một ngày đi học tuyệt vời. Tyler, em về nè. Anh đâu rồi? Anh có tin hôm nay em được điểm A không? Em yêu, em giỏi quá. Anh rất tự hào về em. Sinh viên xuất sắc phải có quà chứ. Một chiếc xe mới nè. Quà của em đó em yêu. Ô Tyler, anh thật chu đáo mà. Sao hai người ôm nhau thế? Chỉ là một điểm A cộng thôi mà. Ba, còn có cả đống điểm A cộng rồi đây nè. Ồ, con về rồi à Ashley. Đưa ba coi nào. Giỏi lắm. Ba rất tự hào về con. Không phải chứ, hôn thôi chưa đủ. Quà học giỏi của con đâu? Tất nhiên, con yêu. Kẹo cho con nè. Bây giờ ba bận rồi hen. Thì lái xe không đợi được. Thứ sáu nào Ashley cũng làm pancake cho ba cả. Truyền thống rồi mà. Một bánh sắp làm xong rồi. Mùi của nó thật ngon. Đợi nha ba. Sớm được ăn thôi mà. Nhưng sao phải đợi? Courtney đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Tối nay chúng ta sẽ ăn pizza. Pizza ngon lắm á. Ba rất thích ăn. Chúng ta có thể ăn pancake sao vậy? Lại là Courtney. Phải tử tế.
Nhưng úp tô bột này lên đầu Ashley sẽ thú vị hơn. Như vậy mới hả dạ được. Bà nội ghé ngang qua thăm cháu. Honey vẫn chưa gặp mẹ Tyler. Cô ấy phải tạo ấn tượng với bà ấy. Cháu gái yêu, tặng cho cháu nè. Chắc mắt của bà không được tốt cho lắm. Bà ấy nhầm Honey chính là cháu của mình. Cháu là đứa trẻ ngoan. Khoan, có gì sai sai? Tất nhiên bọn trẻ lớn nhanh lắm. Nhưng như vậy thì hơi quá. Kiểm tra hình coi nào. Không, chắc chắn không phải là Ashley. Cô là ai? Kẻ mạo danh. Trả cháu gái của tôi lại đây. Tyler đến kịp lúc. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đây là Connie mà, vợ con đó. Bỏ xuống đi. Con đã nói với mẹ rồi, tụi con sẽ sớm kết hôn. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cháu gái mẹ đâu rồi? Việc ra mắt mẹ Tyler không được suôn sẻ cho lắm. Ashley không chỉ có sách với vở trong tủ học tập thôi đâu. Michael, anh ấy thật hoàn hảo. Một ngày nào đó chúng ta là của nhau. Không được để người khác thấy cái này. Nhất là Corny. Tủ của cô ta cũng lãng mạn lắm. Tyler, chúng ta sẽ sớm kết hôn và ở bên nhau mãi mãi nha. Không, cái này không dành cho người cô đơn. Corny và Ashley cùng đi tập gym. Họ cố gắng tránh mặt nhau hết sức có thể. Còn đây là Brandon, hot boy ở đây. Không thể rời mắt khỏi anh ấy. Anh ấy mạnh quá. Anh ấy vô địch. Đôi tóc đẹp chưa kìa. Tyler mang đôi này thì đẹp lắm ha. Thấy không Ashley? Đôi tóc ngầu quá. Nói mình nghe đi. Mình có thể nhìn anh ấy cả ngày đó. Ủa? Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung mà. Không được tán chuyện với nhau. Tiếp tục tập tiếp đi. Ba đang thư giãn. Ba chọn một chiếc ghế êm và ăn vặt. Mình phải làm sạch chiếc áo ngay. Ashley và Connie vội đến giúp đỡ. Cái này là mình. Không, của mình mà. Ba, con sẽ giặt nó nha. Không, em sẽ giặt. Em giặt giỏi hơn mà. Tyler có chuyện rồi. Hai cô gái giành lộn. Thôi được rồi. Thế là hết. Cuối cùng ai cũng giành được vết bẩn cả. Nhưng Tyler thì phải mua lại áo mới. Và hai cô gái vẫn cãi nhau. Và mỗi người có cách giặt vết bẩn khác nhau. Họ lúc nào cũng khắc khẩu cả. Ashley và Connie chưa bao giờ hòa hợp. Một cuộc cãi nhau lại bắt đầu. Hai người bình tĩnh đi. Lần này là gì nữa đây? Nhưng bà không làm gì được. Hai cô gái vẫn cứ tập trung chuyện của họ. Cãi nhau làm tổn thương trái tim của ba. Tim của ba. Đau quá. Cứu ba, ba không bới được. Không ba. Anh yêu, chờ chút. Chúng ta phải thân nhau một lúc. Cô đi lấy gối đi, tôi lấy chăn nha. Chắc sẽ hiệu quả đó. Nhưng phải diễn tiếp thôi. Chăm sóc Tyler sẽ giúp họ gần với nhau hơn. Cái nào trước đây cô đi? Biết rồi, nhiệt kế và thêm chút thuốc nè. Phải làm sao đây? Tại chúng ta mà ba mới bệnh á. Ước gì ba khỏe lại. Kế hoạch thành công rồi. Cuối cùng thì đã đến ngày mà chúng ta mong đợi nhất. Ta tuyên bố từ giờ các con là vợ chồng. Yeah, cuối cùng đã xảy ra. Ashley đâu? Con bé ở đây. Con bé đến đây để chúc mừng cặp đôi mới cưới và nhân tiện ra mắt bạn trai mới của mình. Ta, dì Connie, đây là tình yêu của đời con. Yeah, anh ấy hơn con cỡ 30 tuổi à. Có được không ba? Có vẻ như cô bé đang bắt chước ba của mình á. Các bạn có thích video mới này không nào? Các bạn thấy bạn trai mới của Ashley như thế nào? Hãy bình luận phía dưới nha. Hãy cho video này một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hài hước nào từ kênh Trum Trum Wow.